Ừ anh đây, em cứ nói đi. Anh ơi, anh có yêu em không? Hả? Yêu em á? Ừ, yêu chứ, yêu nhiều chứ. Thế hôm nay anh có đưa em đi mua điện thoại được không? Em vẫn đang cầm thẻ của anh đây này. Khả năng không được rồi. Anh lại bạn đến quán cà phê. Hay em cứ tự đi mua đi, cứ cầm thẻ của anh mà quẹt. Thật á? Ừ, em yêu anh quá đi mất. À anh ơi, ở bên cạnh cửa hàng điện thoại là showroom ô tô đấy. 11 tháng nữa là đến sinh nhật em rồi. Cái gì? Ô tô à? Ôi giời ơi, miễn là em vui nhá, mua tất, mua hết. Giời ơi, giờ anh có tiền rồi nó phải khác. Em lên máy thoải đi nhá. Ôi, anh tuyệt vời thật đấy. Yêu anh đúng là quyết định sáng suốt của cuộc đời em mà. À mà anh ơi, chiều anh đón em đi xem căn hộ mà mình thích nhá. Căn hộ à? Ôi giời ơi, em đang cầm thẻ của anh nhá. Em thích gì em cứ sắm hết đi nhá, không cần phải hỏi ý kiến của anh. Em cứ mải thoái đi. À, thoải mái đi. Ừ, nhá. Vâng ạ, em nhớ rồi, em yêu anh nhất. Yêu em. Thế nhá. Điện thoại ông nào ba mắt đặt công viên, chuông mãi chả thích nghe. Mình nghe hộ tí, dính tí nhà cửa ấy, sang hẳn con người. Ê, xin điện thoại nhá. Điện thoại anh ạ. À, vâng ạ. Chạy kia để đây tí. À, dạ. Ôi giời ơi, thế nào ơi, nay người yêu nhắn tin này, em yêu anh nhiều lắm ấy, úi trời. Ông mà biết mình nói đính tình chết ấy. Ơ, anh hiểu. Ô, này, hai con này, sao chúng mày đi lâu thế, mua hết cửa hàng nhà người ta, làm tao đợi gần chết. Tại vì bọn em phải lựa hai loại, loại biết bay hay là không bay chứ. Ô, bay mới bỏng ở đây, chúng mày mua chim à? Chả biết cái gì cả, ngặt cứ đần ra, mua cái bí mật. Này, thế bây giờ tao không biết thì tao hỏi được không? À, có mà mặt mày đần đấy ạ, nghĩa trang đần đấy. À, anh nhá, anh đập em thì được nhá, anh đập bố mẹ em thì anh chết rồi. Anh, dám rồi bố mẹ. À, mày chịu tao hả? À, ok, ai mày, chịu. Mày bảo tao đập, mày bảo anh là, thôi cái gì mà, tao vẫn đập, mày thôi cái gì, hả? Thôi cái gì? Bà con xung quanh khu vực đấy báo cáo, cứ một ngày 4 lần, đúng vào giờ cao điểm, đi học đi làm, các cô các cậu lại gây rối trật tự ở đấy. Hôm nay tôi mời các cô các cậu đến đây để ký biên bản xử lý hành chính. Đây. Ui, anh ơi, thôi lần này anh tha cho bọn em đi ạ. Bọn em sẽ cố gắng, từ sau sẽ đi đường khác để đánh nhau. Chứ, à, ý em là em sẽ cố gắng không đánh nhau nữa, anh tha cho em. Không nói nhiều, ký vào đây. Tại mày con đừng cái trang ạ. Tại anh ấy. Con mà tại mày không lành tranh nữa, con đánh mày. Tại anh ấy. Con mà tại mày, con xiên mày, con đừng bút mày. Tại anh. Trật tự, ký vào đi. Vâng. Tại mày đấy. Con mà tại mày ấy. Nghe bên kia nói lương được tăng gấp đôi, ấy thế sao lương của em có phải đồng? Làm hùng hục như châu húc bả, vậy mà lương em không tăng, như thế em sống làm sao? Sang bên kia thử xem là có tốt hơn. Cái thứ ông sang đấy anh ta đuổi liền. Tiền thì mình đây không có nhiều, mà tình mình luôn bao la nên thế em cứ làm đi nhá. Anh Hoàng ạ, em thấy mấy lần chị Nhung Gem nói chuyện tăng lương cho em mà anh cứ gản. Anh ấy làm người hay làm chó rồi biết. Cái này, mày vừa nói cái gì á? Hả? Em nhầm, em bị dị ứng với chó. Nên cứ bao giờ mà em gần chó ấy, là em lại bị ngứa mồm. À, tiên nhân cái thằng nhân viên này nhá. Hôm nay tao sẽ oánh mày một trận để cho mày biết đâu là người đâu là chó luôn. Mày. À, quyền anh à? Đã thế em có quyền em. Mày à? À, mày thấy hú trà mày Lý Tử Long à? Quả này tao cho mày thành Lý Tử Vong luôn rồi mày. Thôi thôi mày. Anh như kiểu anh chưa tỉnh ấy, đánh toàn trượt thôi. Đánh phải thế này nó mới trúng mày, đấy nhá. Nó phải thế. À, thằng chó này mày chết với tao. Mày. Thời gian rồi chị Nhung Gem, đi gọi đỏ ở quán hôm trước mới được. Quán kiểu gì mà toàn trai đẹp, lại còn khá ăn khéo nói nữa, thế à, chả thích. Này, hai kia. Con Nhung nhà em nó tới rồi. Anh mà muốn giữ hình ảnh ấy, tốt nhất anh đừng có đánh em nhá. Này,
này, tao kệ nhá, hôm nay kiểu gì tao phải oánh mày gãy răng. À, gãy răng, mày làm thế mất mày đó. Thôi, đã bảo như thế rồi vẫn còn đánh nhau. Mà đánh nhau thì đi ra ngoài nhá, đừng có đánh nhau ở đây, chị Nhung dên chị mắng nhau. À, ok luôn, vợ tương lai của anh nói anh nghe. À, thằng này, ôn đầu đinh này, với tao đây với tao. Ra lại càng hay nhá, ra ngoài không có tớ với chủ gì cả, mần tất. À, thế à, mày cứ ra đây. Bây giờ mày muốn như nào? À, anh thích gì em chiều. Bây giờ mày thích gì? Mày. Mới thái. Mày. Sao? Hôm nay Nhung rủ anh sang đây, chả biết tí có được ngủ lại không. Này anh ơi, anh muốn đi bộ nhà à? Mà anh dám thở ra câu đấy à? Này, anh cứ ngủ lại đi, xong mai nhập viện nhá. Ồ, thì anh cứ nói thế, gì mà căng. Chơi nhà hàng bắt. À, vâng, đợi em tí nhá. Sao? Mày lại thích gửi đấy, mày sao? À, em thích gửi sao? Quán cà phê là chủ nhà đây nhá. Tao vẫn chủ. Chủ à? À, chả có chủ. Mày làm sao? Tao vẫn chủ nhá. Sao đây? Mày làm sao? Nào. Nào! Vừa bây giờ gọi tí lại cãi nhau rồi. Đấy. Đây. Chị thấy chị Nhung xem ạ, mua cho người yêu cái này. Ô, chị Nhung, chị mua mấy cái vòng này để làm gì? Đây ạ, không phải vòng tay bình thường đâu. Vòng tay này người ta gọi là vòng tay chống cạc hiệu. Chống cạc hiệu. Vâng, cái vòng này á, em tìm hiểu lâu lắm rồi. Dạo này là em thấy mọi người hay cà khịa nhau, nên là hôm qua em đặt luôn. Cái vòng này nhá, sẽ giật điện người đeo khi mà nổi máu cà khịa hoặc đánh nhau. Ô, cái gì mà ô. Đây, cái thằng, đeo vào. Anh Hiếu. Anh Hòa. Đây. Cái thằng cà phê cho anh Tuấn. Mọi người nhá, đeo vào. Từ giờ á, sống và làm việc văn minh phải dùng cái đầu, chứ không được dùng cái mồm và nắm đấm. Thôi chắc anh không đeo đâu. Trước bé suýt bị sét đánh, giờ kiêng đi ạ. Em không cần biết, anh không đeo á thì không có anh em gì nữa. Ô, thế anh đeo luôn, rồi vì Nhung á, anh làm tất. Xong rồi. Thôi được rồi, em cũng đeo. Không cà khịa nhau cũng tốt mà. Đôi khi thấy anh em nhà người ta không cãi nhau á, mình cũng thèm phết đấy. Rồi. Này gương mẫu phết nhở. Mà nhìn mày đeo cái vòng đấy á, tao tưởng mày đeo xích chó. Ôi, nó giật gớm thế này á? Nhìn như thằng dồ ấy nhở. Đấy nhá, từ giờ bớt cả khịa nhau đi, biết chưa? Phải sang phòng mọi người xem mà có nổi máu cả khịa để bị giật điện không nữa. Mong là chiếc vòng ấy sẽ giúp mọi người dịu tính hơn, văn minh lịch sự hơn. Anh làm sao? Mày cứu tao à? Mày là em mà mày láo à? Mày cứu em, cứu đã. Anh ơi. À, hóa ra là tháo vòng ra để cà khịa nhau đánh nhau không bị giật à? Đây. Úi dồi, Nhung ơi, ai chơi kiểu này? Em chơi thế chưa anh? Người ta bảo rồi, không có áp lực ạ, thì không có kim cương. Cứ chịu khó đeo cái vòng này đi. Bao giờ yêu thương nhau rồi, hòa đồng không cà khịa nữa thì em tìm cách tháo cho. Nhưng mà chị Nhung ơi, em khó chịu lắm, không chịu được đâu. Đúng rồi. Không chịu chịu. Con Nhung như con hâm ấy, tự nhiên dính cái vòng này vào tay, chả tháo ra được. Khó chịu thật đấy. Nó không tháo được vòng tay, nhưng mình thì tháo được. Mày. Úi dồi ôi, tháo ngon đơ ấy. Khó chịu thế không biết. Mày. Mày chết rồi. Anh Hoàng, anh sao đây? Phải gió hả anh? Ôi, quên, bỏ bố à? Không được cả kia, phải tu tâm dưỡng tính, thì mới không bị giật. Ôi, lo bản khác. Mày chết với tao rồi. Không được cả kia, giật chết đấy. Ôi, phát này mới chạy đằng dài, quả này phải thốn tận rốn. Mày. Tôi bỏ bố luôn.
anh Hoàng, anh làm cái gì đấy? Anh chết với em. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó múa à? Này, mày làm gì được anh? À, anh tháo vòng rồi. Ôi trời ơi, mày làm gì được tao? Mày... À, sao? Anh ơi. Sao? Anh chết với em rồi. À, thế à? Ôi trời ơi. Trời ơi, trông khắp thì hơn tán ngợ sấy á. À đúng rồi, mấy anh em nhà nó bị dính vòng hết. Thế là không đứa nào cá khịa mình được cả. Ôi dồi ôi, mình tha hồ mà sơ muối nhung. Này, anh đi nhá. Này, anh Hoàng. Không được rồi, không được rồi. Ôi dồi ôi, Nhung ơi, là Nhung. Cái lúc mày dính vòng vào tay tao, sao mày không nghĩ đến cái lúc mà mày gặp nguy hiểm? Ôi giỏi ơi. Mọi người không cả khịa đánh nhau nữa. Cảm giác cuộc sống nó cứ bình yên làm sao ấy. Thoải mái thật. Nhung ơi, anh đến đây. Anh Nhung ơi, Nhung ơi, anh bảo cái này. Bảo, lại Nhung ơi, anh bảo Nhung này. Nhung sao không chọn Nhung cày với anh à? Còn lâu nhá. Vâng, nữa. Mà em nói luôn này, xong bên đấy á, anh em nhà em á sẽ đấm cho anh một trận. Ôi dồi ôi, thế em quên rồi à? Chính em đã dính vòng cà khịa vào người của ba anh em nhà em. Đấy, còn vòng của anh à? Đâu mất rồi? Vòng đâu ấy nhỉ? Này, em không đùa đâu, anh đừng có mà manh động. Anh có đùa đâu, em đừng có manh động. Anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng. Này anh Hoàng nhá, anh em nhà em ghê gớm lắm đấy, anh đừng có mình như thế. À ghê à? Ừ, công nhận là ghê thật đấy. Thế nhưng mà lại bị em dính cái vòng cà khịa vào tay rồi. Bây giờ mà muốn đánh anh ấy, chỉ có cách là chặt tay thôi. Thôi nào, anh hứa là anh sẽ nhẹ nhàng gì cơ mà. Nào, dừng lại. Ô, bọn này chặt cụt tay thật à? Ôi thôi chết rồi, tay chúng nó còn dám chặt để cứu Nhung. Ôi trời ơi, thế tay mình ý, chả có lý gì mà chúng nó không dám chặt cả. Loanh quanh nó chặt cả, ôi cả mạng mình lên ấy. Nhung ơi, không phải là anh hèn đâu, mà là anh đang có việc, anh đi đã nhá. Có gì anh gặp lại em sau. Như này là... Nhung, bọn anh đến hơi muộn. Mày có sao không? May là anh Hoàng chạy kịp đấy, không bọn em đấm cho mất người luôn rồi. Anh Hiếu, Thảo, tay hai người đâu? Thôi, không sao đâu. Bọn anh không có tay vẫn sống được. Mày rơi vào tay ông Hoàng mới chết. Hai người làm sao vậy hả? Suy nghĩ cái gì đấy? Giờ mất tay rồi thì làm ăn được cái gì? Còn em biết làm sao với bố mẹ của hai người? Đây là quyết định của bọn em. Bọn em không sao đâu chị Nhung ạ. Chị là sư phụ của bọn em. Chị gặp nguy thì bọn em phải cứu chứ. Không, lỗi tất cả là tại chị. Tại sao lúc chị cố định cái phòng của mọi người, chị không nghĩ đến trường hợp này chứ? Chị có lỗi với mọi người mà. Tất cả là tại chị. Thôi, đây là quyết định của bọn anh. Bọn anh phải làm thế này thì mới cứu được mày chứ. Nếu thời gian quay trở lại, bọn anh vẫn quyết định chọn cách này. Nếu như mà có phép màu thật để cho thời gian quay trở lại ấy, thì em hứa em sẽ bớt khắc khe với mọi người. Em sẽ thoải mái hơn với mọi người. Mày nghĩ thế à? Vâng, em thề. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không ghê gớm nữa. Em sẽ không bắt mọi người vào khuôn khổ theo một cách cứng nhắc nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Tay cũng mất rồi. Sao mọi người thấy rồi thế? Người bác ném cẩm, bác Nghĩa Trang, em biết phải nói làm sao đây? Thôi, nhìn đi nhá. Bọn anh vì mày có thể làm tất cả. Ôi, con nhà nếp cảm ngu thế. Em chưa đưa ra yêu cầu của em.
Thì lâu thế nhở? À đây rồi, sao bị lâu thế hả? Thằng con nhà bà Hoa đâu? Con nhà bà Hoa đang trên thư viện, chuẩn bị phi về rồi. Ui giời ơi, thế thì không đợi được nó rồi. Giờ làm thế nào để tháo được cái vòng này ra đi? Chết rồi, giờ gỡ kiểu gì? Dính keo 52 chặt lắm, chỉ có chặt tay thôi. Thôi rồi, bây giờ chịu khó đau một tí, tao sẽ cắt chỗ thịt này ra. Thế nhưng mà lúc cắt, nhịp tim nó tăng lên, nó lại bị giật đấy. Bởi vì nhịp tim tăng là nó tưởng mình nổi máu quả khí ạ. Thế sao anh biết là nhịp tim tăng thì nó giật? Thì hôm qua lúc tao đi tắm ấy, nó cũng giật mà. Này, thế anh làm gì khi tắm để nhịp tim nó tăng? Khai. À, thì mà việc mày à, hỏi căn kẽ làm gì? À, hóa ra là dùng lực cánh tay nhiều quá, đúng là cái đồ không có người yêu. Việc mày à, chỗ này, mày cắt trước đi, xong đến tao cắt, rồi để con đi cứu con Nhung. Này. Con này yếu thế không biết. Và mi cho kéo gần vào tay đã giật đùng đùng rồi, nhanh còn đi cứu con Nhung. Nhìn tao này. Cái này không được rồi, phải để em cầm em cắt cho anh. Khả năng phải thế thôi. Nhanh còn cứu con Nhung cũng không kịp đâu. Mày cắt đi. Này. Ôi ôi. Ôi mày quá. Mày quá coi. Hai anh chị làm gì mà giật đùng đùng này? Bọn em bị dính cái vòng quả khịa này vào người. Bây giờ muốn đi cứu người mà không tháo ra được. À. Không tháo được đúng không? Thế là anh chị bị ngu rồi. Trước em cũng bị đeo cái vòng y như anh chị vào tay này, để ra đường tránh không được nhìn gái, với lại không để nhịp tim tăng cao. Thế nhưng mà đơn giản mà, không tháo được thì mình phá. Có gì đâu. Phá anh? Phá kiểu gì? Ui giời ơi, đây chị cho mượn cái kéo cái. Bây giờ anh lấy cái đầu kéo này, anh cố lách vào cái vòng này này, xong anh cắt đứt làm hai ra. Thế là hỏng. Đồ điện tử cắt phát hỏng mà. Đó cứ thế thôi, dặn làm sao được. Đấy nhá, em đi đây. Em cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu anh ạ. Hay quá, bày trò hay quá nhở. Nhưng mà thôi, em cũng xin lỗi mọi người, cũng tại em khắt khe quá. Đấy nhá, bây giờ bọn anh mọc tay rồi, mày phải giữ đúng lời hứa mà mày vừa nói đấy. Tự do rồi. Buồn cười, hứa cái gì, hứa cái gì đấy? Hứa lúc nào em cũng biết gì nhở. Đâu, chả thích gì cả. Mà mọi người ạ, các bác đã giao cho em quản lý mọi người rồi thì cứ thế mà nè thôi. Giờ nới lỏng ra cái mọi người có làm sao thì tội to đấy, em không chịu được đâu. Nhá, thế nhá, đi về. À, nay không phải nấu cơm, sang nhà em đi. Ăn cơm thì kho trứng nhá. Ôi, này, tao với mày vừa cứu nó đấy. May chưa cắt tay không chết. Thôi, bây giờ sang nhà chị Nhung làm ăn cơm. Ôi giời ơi, có trứng kho thịt ăn là tốt rồi. Thôi, đi, bây giờ, ôi, may quá chưa cắt tay không chết.